Hitachi S15 Q2. Nghe thấy rồi. Chế chạy với xe tặng. Cắt tròn luôn. Con này lúc xưa có sơn lại nhá, sơn của nó là sơn màu đỏ của Hitachi ấy. Đây là về làm vườn không hợp phong thủy nên là sơn màu vàng. Con này rất thích hợp cho anh em vào cái làm vườn này, vườn dẫy này, hố cà cũng ok này, nhỏ gọn này, giá hợp lý này. Con này ngang với xe bãi. Con nào mua thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại góc chém màn hình video. Giờ thì con nó xin chào.